Giải mã giấc mơ nằm mơ thấy lửa là điềm báo gì lành hay dữ và những con số liên quan mà cả nhà cùng xương tham khảo. Giải mã giấc mơ nằm mơ thấy lửa cháy là điềm báo gì? Trong mỗi chúng ta khi ngủ thường hay nằm mơ à, những giấc mơ khác nhau như nằm mơ thấy lửa cháy, nằm mơ thấy lửa cháy lớn, nằm mơ thấy mình bị bỏng hay là nằm mơ thấy mình chăm lửa đốt đều có nhiều ý nghĩa khác nhau. À, mời cả nhà cùng mình tham khảo theo video này nha. Nằm mơ thấy mình bị bắt lửa, giấc mơ này đang nhắc nhở bạn cần có cái nhìn mới về cuộc sống những đức tính của bạn cũng đang bị lệch lạc và bạn nên đánh giá lại chính mình ngoài ra hãy dẹp bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực để hướng về cuộc sống tốt đẹp hơn à, còn bạn nằm mơ thấy lửa lớn lửa cháy lớn à, ngọn lửa lớn chính là sự tượng trưng cho thành công à, sắp tới của bạn à, nằm mơ thấy lửa không làm đau mình bạn nằm mơ thấy mình đang chìm trong biển lửa nhưng lại không cảm nhận được sự đau đớn hay là sợ hãi à, thì chúc mừng bạn à, đây chính là điềm báo lành à, bạn sẽ đón nhận được nhiều thành tựu đáng nể trong thời gian tới à, nằm mơ thấy bị bẩn à, đây là một giấc mơ đen đuổi. nó dự báo về những tin xấu bạn có thể nhận được trong vài ngày sắp tới ngoài ra à, có thể giấc mơ này cũng đang dự báo rằng bạn sẽ có mối tình đẹp với người chỉ vừa gặp và một lần đã yêu. nằm mơ thấy bị cháy à, giấc mơ này thể hiện bạn là một người không giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, bạn dễ nổi nóng và điều đó đôi khi đem lại phiền phức cho bạn. những tin đồn xấu về bạn đang bị lan truyền và bạn sẽ bị ảnh hưởng không tốt từ chuyện này. à bạn nằm mơ thấy chăm lửa đốt gì đó Bạn cần cải thiện giao tiếp với người thân để tình cảm gia đình không bị gặn nứt Ngoài ra đây cũng là có thể là một dự báo về thông tin không tốt lành Bạn sẽ nhận được trong tương lai Còn nằm mơ thấy mình dập lửa khi bạn thấy mình đang dập lửa trong mơ thì đây chính là điềm báo rằng bạn sẽ giành được thành công trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Hãy cố gắng hết mình để hái một quả ngọt xứng đáng bạn nhé à, nằm mơ thấy cháy nhà bạn sẽ đón nhận được một vài sự thay đổi trong tương lai nhưng bạn lại chưa sẵn sàng với điều đó tâm lý bạn cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực hãy thả lỏng bản thân thừa nhận lỗi lầm của chính mình và dần dần giải quyết mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ qua mau mà thôi còn bạn nằm mơ thấy nước lấy nước dập lửa nếu bạn bắt gặp hình ảnh này trong mơ thì tương lai phía trước của bạn có thể sẽ không suôn sẻ và thuận lợi lắm, nhiều được nhiều khó khăn, đặc biệt là phía cạnh tài chính sẽ khiến bạn mệt mỏi và đau đầu. À, bạn nằm mơ thấy tạo lửa bằng tay, có thể bạn của hiện tại đang kiềm chế bản thân rất nhiều và nếu tiếp tục như thế, bạn sẽ khó lòng chịu đựng được nhưng đừng làm gì đó quá dại dột để rồi nhận hậu quả không đáng có. Nằm mơ thấy kiểm soát lửa, giấc mơ này cho thấy bạn đang làm chủ cảm xúc rất tốt và nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong giao tiếp và công việc. Nằm mơ thấy lửa và nước trong bạn có lẽ đang tồn tại nhiều mâu thuẫn bởi hình ảnh lửa và nước là hai thái cực đối lập nhau bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi để đầu óc thảnh, thảnh thơi hơn. nằm mơ thấy mình và người khác bị lửa vây, nếu bạn thấy mình và ai đó đang bị vây bởi lửa thì đây chính là sự phản ánh về mối quan hệ bền chặt giữa hai bạn. nằm mơ thấy uh, xây uh, nhà đám trên đám cháy, đây là giấc mơ tốt lành. bạn sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần sau những khủng hoảng và đau buồn đã qua, nằm mơ thấy gọi lính cứu hỏa. Điều này cho thấy bạn đang nắm giữ trong tay một thông tin hữu ích cho công việc hiện tại hoặc bạn đang thương lượng thành công với đối tác, nằm mơ thấy thành phố trái. Nếu bạn nằm mơ thấy điều này, có lẽ giấc mơ đang cảnh báo rằng những cảm xúc tiêu cực của bạn đang phá hoại một mối quan hệ rất quan trọng. Hãy kiềm chế bản thân và hành xử đúng hơn mực hơn nằm mơ thấy đám cháy từ thiết bị gia dụng đây là sự báo về những nguy hiểm đang gình gặp xung quanh bạn bạn chớ nên chủ quan và hãy cẩn thận trong suy xét bất kỳ điều gì nằm mơ thấy đứng nhìn đám cháy khi bạn nằm mơ thấy mình đứng nhìn đám cháy nhưng lại không có động thái hay suy nghĩ muốn dập lửa thì đó là sự phản ánh cho Gần những kế hoạch hết sức hoang đường của bạn trong tương lai những kế hoạch đó sẽ khiến bạn thất bại ê chề đấy nằm mơ thấy dùng lửa sưởi ấm điều này cho thấy bạn đang được thần tài chiếu cố trong hiện thực bạn cũng được quý nhân phù trợ nên công việc thuận lợi hơn nằm mơ thấy tài sản bị cháy điều này cho thấy bạn đang bị ám ảnh về vật chất cũng như thứ thuộc sở hữu của mình nếu trong giấc mơ thấy đang cố mang nhiều tài sản ra khỏi những đám cháy thì hiện thực bạn là người rất dễ cảm tha, xúc à, bạn nhạy cảm với để bụng tất cả những lời khiếm nhã hoặc những điều tồi tệ xảy ra với mình nằm mơ thấy văn phòng bị cháy điều này cho thấy kế hoạch à, hoặc dự án của bạn sẽ thành công và mang lại lợi nhuận trong tương lai nằm mơ thấy à, hậu quả của đám cháy điều này cho thấy bạn nên xem xét chuyển nhà trong thời gian tới nếu trong giấc mơ bạn thấy mọi người sụp đổ than khóc sau đám cháy thì bạn đừng nên quá kỳ vọng vào dự án kế hoạch của mình vì nó sẽ không thành công nằm mơ thấy chạy khỏi đám cháy điều này nhắc nhở bạn nên thận trọng trong việc thể hiện quan điểm của mình để tránh bức xúc với người khác nếu bạn không thay đổi cư xử thì mọi người sẽ tránh xa bạn nằm mơ thấy ngọn lửa dần dần tàn lụi điều này cho thấy bạn đang đối mặt với vấn đề tài chính hoặc sức khỏe nằm mơ thấy mọi người tập trung xung quanh đám cháy điều này cho thấy bạn đang có cuộc sống bình yên ổn định và hài hòa nằm mơ thấy cháy gừng điều này cho thấy chuyến du lịch trong kế hoạch sẽ diễn ra vì bạn cảm thấy không quá tốt nằm mơ thấy lửa cháy nên đánh con gì nằm mơ thấy lửa À, 22 52 ngủ mơ thấy lửa cháy nhà 16 76 ngủ mơ thấy lửa cháy lớn 21 81 ngủ mơ thấy lửa cháy 07 27 2767 ngủ mơ thấy lửa cháy xe 1365 chim bao thấy cháy nhà 05 0543 ngủ mơ thấy cháy các loại xe 4756 chim bao thấy đóng lửa lớn 0848 ngủ mơ thấy bếp lửa cháy 20 25 54 Ngủ mơ thấy đá à, đá đánh ra lửa 0660 Ngủ mơ thấy bật lửa 077075. Ngủ mơ thấy bị bỏng do lửa 6980. Ngủ mơ thấy mình đang dập lửa 3447. Ngủ mơ thấy lửa đốt con giấy mèn, 27 2772. Ngủ mơ thấy dùng lửa thiêu đốt các con vật nào đó 48. Ngủ mơ thấy lửa đốt các đồ vật mà bạn yêu thích 7997. Ngủ mơ thấy bản thân bị lửa thiêu, 4149. Ngủ mơ thấy một mình chữa trái, 44 Ngủ mơ thấy nhà mình trái mà thoát chết, 4774. Ngủ mơ thấy lửa trên mặt trăng, 73 Ngủ mơ thấy gồng phun lửa, 9669. Ngủ mơ thấy phượng hoàng lửa, 6999. Ngủ mơ thấy quả cầu lửa, 0609. Ngủ mơ thấy xe lửa, 18 sáng mà mơ thấy lửa cũng có điểm tốt cũng có điểm xấu à, và những giấc mơ này chỉ tham khảo cả nhà cũng không nên lo lắng quá xin chào